chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng bóp nghẹt tự do sáng tạo của các nghệ sĩ. Tại Đại hội Liên hiệp các Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2020-2025 vào hôm 14 tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói với các văn nghệ sĩ rằng các hội này cần phải tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và việc Chủ tịch Quốc hội, người đại diện cho quyền lợi giám sát của cử tri đối với hệ thống tư pháp và hành pháp, phát biểu như thể đang thay mặt cho Tổng Bí thư hay trưởng ban tuyên giáo, chỉ đạo rằng phải quán triệt sâu sắc đường lối nghị quyết của Đảng, được giới quan sát nhận định rằng nhà nước đang muốn thắt chặt hơn quyền tự do sáng tác của các văn nghệ sĩ. Đây là hình ảnh bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 10, được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7 năm ngoái, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lồng ghép buổi gặp mặt trí thức văn nghệ sĩ trong cái gọi là kỷ niệm 90 ngày truyền thống của ngành tuyên giáo. Hành động này của Ban Tuyên giáo được Facebook Phạm Nhật Bình đánh giá là công khai, coi những trí thức hay văn nghệ sĩ là cái loa của Đảng như bao nhiêu cái loa khác, nhưng được liệt vào hàng ngũ dư luận viên cao cấp. Hay nói một cách khác đi, họ chính là cán bộ tuyên truyền mang cái vỏ trí thức hay văn nghệ sĩ. Khi đã là như vậy thì nơi phục vụ đầu tiên của họ phải là Đảng, chứ không phải vì cái khác như dân tộc chẳng hạn hay đất nước. Bổn phận trước hết của họ là phải tuyên truyền ca tụng chủ nghĩa Mác Lênin, sau đó mới tới nghề nghiệp và khả năng để Đảng căn cứ vào đó mà ban phát bổng lộc, chức tước. Con đường thăng tiến của họ rốt cuộc lại cũng như bao nhiêu đảng viên lớn nhỏ khác trong guồng máy chính trị độc tài, tuy mang danh trí thức nhưng là loại trí thức có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Bình cũng khẳng định chính vì phục vụ những nhu cầu của đảng độc tài ngày càng thoái hóa, những lớp trí thức văn nghệ sĩ của Đảng cuối cùng cũng chỉ là những cái xác chết chưa chôn mà thôi. Họ đã không có tư duy độc lập để sáng tạo ra để phục vụ đúng nghĩa, mà theo chỉ đạo đuôi của Đảng đã rêu rao sự ưu việt của một chủ thuyết chính trị hoang tưởng, đã bị đẩy lùi và vứt ra bên lề lịch sử. Chính vì thiếu sức sáng tạo và từ chối sự thay đổi cần thiết mà hơn 30 năm qua, dù Việt Nam đã mở cửa ra thế giới bên ngoài, mà đất nước vẫn tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực. Thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung một hạng trí thức chỉ biết mặc áo thụng vái nhau như mẹ, như tự mê với nhau và với nhiệm vụ tự phong là khai hóa văn minh cho cộng đồng dân tộc, theo một chủ nghĩa mà nhân loại đã vứt vào sọt rác lịch sử cách đây hơn 3 thập niên. Và nói cho cùng, chính đám trí thức văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa hiện nay là những kẻ có trách nhiệm nặng nề vì đã để cho thiểu số lãnh đạo Đảng xỏ mũi thực hiện những mục tiêu tuyên truyền láo quét mà cứ tự cho là khai hóa văn minh cho dân tộc. Và từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần đàn áp giới văn nghệ sĩ trí thức có tinh thần khai sáng cho dân tộc. Đây là hình ảnh tờ báo Nhân Văn số 1 và bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Mạnh Tường về dân chủ. Trong đó nổi bật nhất là vụ án Nhân Văn Giải Phẩm. Đây được coi là cuộc trấn áp tàn bạo, vô sỉ tận cùng mà Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng nhằm vào những trí thức hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam của những năm 50 và 60 của thế kỷ trước. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1956 tại miền Bắc Việt Nam, nhiều nhà văn, nghệ sĩ đã đứng lên tham gia một phong trào văn học có tên là Trăm Hoa Đưa Nở, là chữ tạm dịch là Bách Gia Trang Minh, Bách Hoa Tể Phóng, thời kỳ Trăm Hoa Đưa Nở, Trăm Nhà Đua Tiếng của Mao Trạch Đông. Ngày đó, rất đông văn nghệ sĩ đã tham gia phong trào này, nổi tiếng nhất có ông Phan Khôi là chủ nhiệm tạp chí Nhân Văn, Trần Duy là thư ký tòa soạn, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, Phùng Quán, Văn Cao, Nguyễn Văn Tuân, bà Thụy An, vân vân. Và có nhiều nhà trí thức không phải là văn nghệ sĩ như Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tiểu cũng đã tham gia phong trào này. Và mọi người biết đến nó dưới cái tên là nhóm Nhân Văn Giải Phẩm. Và cuộc khủng bố của bôi nhọ giới trí thức tiến bộ được ông Hồ dùng bút danh là Trần Lực bắn phát súng đầu tiên bằng bài viết đập tan tư tưởng hữu khuynh với thông điệp sắt máu như sau. Chúng ta không thể cho phép bất kỳ ai lợi dụng tự do dân chủ và tự do ngôn luận để tách rời nhân dân khỏi Đảng. Đăng trên báo Nhân Dân ngày 16 tháng 9 năm 1957. Ít lâu sau đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết số 30 về văn nghệ vào tháng 6, ngày 6 tháng Giêng năm 1958. Nghị quyết số 30 có nội dung như bản đấu tố
đậm đặc sự hận thù như sự hoạt động của những phần tử phá hoại trong giới văn nghệ là một hiện tượng hết sức nguy hiểm, một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Nội dung này viết tiếp: chúng truyền bá những tài liệu và những báo chí phản động dưới chiêu bài chống giáo điều, máy móc. Chúng gieo rắc những nọc độc của chủ nghĩa xét lại trong văn nghệ nhằm lôi kéo văn nghệ sĩ đi sâu vào con đường nghệ thuật tư sản suy đồi. Facebook Trần Phong đã miêu tả những gì diễn ra sau đó là bắt bớ, tra tấn, tù đầy, bôi nhọ, phong tỏa, cô lập tất cả những văn nghệ sĩ đã từng tham gia vào phong trào văn nghệ của nhân văn giai phẩm. Đây là hình ảnh nhà văn Thụy An, nạn nhân tiêu biểu của phong trào nhân văn giai phẩm và câu nói nổi tiếng của bà: thế giới chỉ cần vài trăm người đàn ông, đàn bà quả cảm. Thực hành quả cảm đó là những người dám tin vào chân lý, dám diễn đạt chân lý trong cuộc sống. Những người không run sợ trước cái chết, hơn nữa còn đón mừng cái chết. Và rất nhiều người đã không thể chịu hết án tù dài hơn một thập kỷ và chết trong các xà lim lạnh lẽo, bẩn thỉu, vùi trong những nghĩa trang vô danh của nhà tù Cộng sản Việt Nam. Những cái tên mà lịch sử sẽ nhắc lại mãi mãi như Thụy An, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, vân vân, và số phận bi thảm của những trí thức tiên phong đòi dân chủ hóa, xây dựng văn hóa khai minh cho dân tộc, giải phóng con người đã bị Đảng nghiền nát dưới gót giày truyền chính vô sản như thế. 30 năm sau, những trí thức như Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã tiếp nối con đường của nữ nghệ sĩ Thụy An hay Nguyễn Hữu Đang năm xưa. Một lần nữa, lịch sử đã nhơ nhớp ô nhục của Đảng được tái diễn. Máu của những trí thức yêu nước, của những tinh hoa đất nước lại nhuốm đỏ búa liềm. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, phim ảnh và truyền thông Internet chưa phổ biến trong một xã hội như cái nổi thối rữa. Và như vậy thì nhà thơ của Vũ như một làn gió mới, trong lành, một thứ ánh sáng tinh khôi, một khung cửa nhìn thấy bầu trời xanh. Kịch của Vũ lại cuồn cuộn sức sống, gai góc, phản ánh thực tế trần trụi, giễu cợt, cay nghiệt, lên án cái hủ bại, giả tạo, độc ác ở cái xã hội được gọi là thiên đường Cộng sản. Lưu Quang Vũ đã đánh thức những người còn lương tri và làm hoảng sợ những kẻ đang cầm quyền. Thế rồi Lưu Quang Vũ bị đe dọa, bị quy chụp, bị kỷ luật và cô lập. Nhưng tất cả không làm cho Lưu Quang Vũ nản lòng. Ông Vũ vẫn viết, sáng tác, miệt mài. Để rồi, vụ tai nạn đột ngột, oan nghiệt, đầy mưa ám trên chiếc cầu Lai Vu, Hải Dương vào ngày 29 tháng 8 năm 1988 đã cướp đi sinh mạng của cả ba người gia đình nhà Lưu Quang Vũ. Chấm dứt cùng một lúc hai tên tuổi lớn, hai nghệ sĩ thực sự của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam những năm thập kỷ 80-90, đó là Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Sau cái chết của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, người ta không diễn những vở kịch của ông Vũ viết nữa. Rất lâu, phải gần 20 năm sau, những vở kịch của anh mới được diễn lại, nhưng với sự chống lưng, chỉ đạo của bộ máy chính trị nhằm đưa ra thông điệp thể hiện rằng Đảng đang nỗ lực đổi mới, chống hủ hóa và chống giả dối. Chẳng phải những kẻ cầm quyền thích kịch của Lưu Quang Vũ, mà chỉ vì 30 năm qua không có một tên tuổi nào, một cây viết nào trong toàn bộ hệ thống văn nghệ, theo định hướng của Đảng có thể nặn ra một tác phẩm ra hồn. Tới ngày 23 tháng 5 năm 2020, trước thềm đại hội Đảng các cấp lần thứ 13, bà Chủ tịch Quốc hội cùng với hai ông bộ trưởng đi xem kịch của Vũ và ngồi nghe đám kép đào mới diễn lại vở kịch cũ mà cười nhợt, khoái trá. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam sau đêm diễn vở Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ tối ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tân Phong đã viết: họ cười cái gì nhỉ? Cái thành tựu khốn nạn đó chẳng phải là do mấy chục năm qua họ miệt mài tụng niệm thứ triết lý và thứ học thuyết ma quỷ cổ suý cho tập thứ đạo đức tư tưởng của cha già dân tộc đó sao? Họ cười cái gì nhỉ khi mà lớp lớp những trí thức, nghệ sĩ như Thụy An, Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán rồi đến Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã chết đầy oan nghiệt, và những cái chết bí ẩn đã rũ xác ở chốn tù đầy bởi những bàn tay lông lá, bởi những kẻ không muốn người dân mở miệng. Họ sợ lương tri người dân được đánh thức bởi những con người quả cảm và dám thi hành phận sự, và quả cảm đó trong việc bày tỏ chân lý. Và bây giờ họ lại đến đây xem kịch của Lưu Quang Vũ, tán dương anh như thể họ là người tử tế, cũng ghét giả dối, cũng ghét bệnh sĩ diện, háo danh. Đúng là lưu manh, đốn mạng. Ngay trước buổi diễn vở kịch, Nguyễn Tường Thụy bị cả chục công an ập vào nhà bắt khẩn cấp. Ông đã bị chúng khởi tố với tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Tường Thụy trước khi cầm bút đã là một người lính cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
chống quân xâm lược Trung Quốc vào năm 1979. Cũng giống như ông Trần Dần, Trần Đức Thạnh cùng là cựu binh của chiến trường giải phóng miền Nam, sau đó trở thành nhà văn. Và liên tiếp trong mùa dịch chưa dứt, họ đã bắt hàng loạt những trí thức phản tỉnh như Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạnh, vân vân, đều là những người từng đứng trong hàng ngũ bên thắng cuộc, cống hiến hết cả tuổi thanh xuân cho chế độ, và giờ họ là những người đứng ra ngoài hệ thống đó, lên tiếng đòi phải thay đổi, cải cách thể chế, chế độ, đòi dân chủ hóa. Họ là những người tiếp nối con đường mà Thụy An, Trần Dần, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã đi qua, và rồi ngục tù là nơi họ tới. Đảng cũng chưa bao giờ thay đổi trong mắt của lớp giang hồ, mã tấu, cầm quyền năm xưa và giờ là lớp thượng lưu, quý tộc đỏ, cai trị, trí thức chỉ là món trang sức rẻ tiền của chế độ và khi cần họ có thể vứt bỏ không thương tiếc. Một thể chế đẻ ra từ họng súng thì cần gì tới trí thức. Họ chỉ cần đám văn nô để tán dương, bôi vẽ bộ mặt chế độ, cần đám lưu manh đầu trâu mặt ngựa để cai trị dân chúng và giờ đây cần thêm đội ngũ con buôn thất đức để kiếm tiền phục dịch cho giới quý tộc đỏ. Những con thú mặt người sẵn sàng xé xác lẫn nhau, đừng nói gì đến chuyện nhai nuốt đám dân đen con đỏ. Và cứ như thế, khi nào tổ chức đại hội đảng thì để yên dư luận cho tiện bề chia chác. Thì đảng lại tống những thành phần trí thức phản tỉnh vào tù, cho đám trí thức trói gà không chặt ấy đi chăn kiến, cũng là cái nhân đạo lắm rồi. Còn nếu không thì vài cái tai nạn hay một cuộc nhân văn giải phẩm mới xem chừng cũng chẳng khó khăn gì đối với đảng. Bây giờ việc bắt vào bỏ tù cả đám nhà văn báo chí còn đơn giản hơn thời nhân văn giải phẩm rất nhiều. Cứ khoác cho họ cái tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự là cũng đủ cho chúng nó mọt gông. Và với tinh thần ấy thì những tri thức mang tính chất có đuôi định hướng soi chủ nghĩa thì rất khó tồn tại trong thế giới tương lai. Và những người dám nói lên sự thật thì sẽ lưu danh muôn thuở và người dân sẽ biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 với bản tin Việt Nam, đảng bóp nghẹt tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.